Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 tuần 20, trang 17 đến trang 21, bài 3 Hạt gạo làng ta. Đầu tiên là phần đọc, các em sẽ trao đổi với bạn về những điều em biết về công việc của người nông dân. Tiếp theo bài đọc Hạt gạo làng ta. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy. Có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa, những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngồi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta, những năm bom Mỹ trút lên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt, thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn sớm nào chống hạn, vụt mẻ miệng gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rác mặt, chiều nào gánh phân quan trành quét đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tuyền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta. Trần Đăng Khoa. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài thơ. Trong bài thơ có các từ ngữ: Kinh Thầy là tên một con sông ở tỉnh Hải Dương, hào giao thông là đường đào sâu dưới đất để đi lại được an toàn trong chiến tranh, trành còn gọi là dành, dụng cụ đan bằng tre nứa, đáy phẳng có thành dùng để vận chuyển đất đá, phân trâu bò. Tiền tuyến là tuyến trước, nơi trực tiếp chiến đấu với giặc. Tiếp theo trả lời câu hỏi câu 1. Ở khổ thơ thứ nhất, chi tiết nào cho thấy hạt gạo được kết tinh từ những tinh túy của thiên nhiên? Như vậy, ở khổ thơ thứ nhất, chi tiết cho thấy hạt gạo được kết tinh từ những tinh túy của thiên nhiên là vị phù sa của sông Kinh Thầy, hương sen thơm trong hồ nước, lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Câu 2, bài thơ cho thấy nét đẹp gì của người nông dân trong quá trình làm ra hạt gạo? Nét đẹp ấy được thể hiện qua những hình ảnh nào? Bài thơ cho thấy người nông dân trong quá trình làm ra hạt gạo có nét đẹp. Vất vả làm lụng giữa thời tiết khắc nghiệt từ tháng này qua tháng khác. Những giọt mồ hôi rơi, trời nắng, trời nóng và giữa thời chiến tranh bom đạn. Nét đẹp ấy được thể hiện qua những hình ảnh. Có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa, những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngôi lên bờ, những năm bom Mỹ trút lên mái nhà. Tiếp theo câu 3, hai dòng thơ, bát cơm mùa gặt, thơm hào giao thông gợi cho em suy nghĩ gì? Em chọn ý nào dưới đây vì sao? A. Trong kháng chiến người nông dân là hậu phương vững chắc. B. Người nông dân luôn kề vai sát cánh cùng các chiến sĩ bộ đội. C. Mối quan hệ gắn bó giữa hậu phương và tiền tuyến. Như vậy, em sẽ chọn ý C, mối quan hệ gắn bó giữa hậu phương và tiền tuyến. Người nông dân và người chiến sĩ luôn luôn yêu thương, tôn trọng và thấu lòng nhau. Mỗi nơi đều yêu mến và trân trọng lẫn nhau mà không chỉ là một chiều. Người nông dân cố gắng nỗ lực, ai ai và nơi đâu cũng luôn nỗ lực, cho nên đây là mối quan hệ gắn bó giữa hậu phương và tiền tuyến. Tiếp theo câu 4, các bạn nhỏ đã đóng góp những gì để làm ra hạt gạo? Để làm ra hạt gạo thì các bạn nhỏ đã đóng góp giúp chống hạn bằng cách vụt gầu nước tát vào ruộng, trưa đi bắt sâu cho lúa, chiều đi gánh phân. Câu 5, trong bài thơ vì sao hạt gạo được gọi là hạt vàng,
ý nói quý như vàng. Chọn câu trả lời dưới đây hoặc là nêu ý kiến của em. A. Vì hạt gạo nuôi sống con người từ bao đời nay. B. Vì hạt gạo kết tinh từ những cái tinh túy của đất trời. C. Vì hạt gạo chứa đựng bao mồ hôi công sức của người nông dân. Như vậy trong bài thơ, hạt gạo được gọi là hạt vàng là vì hạt gạo chứa đựng bao mồ hôi công sức của người nông dân. Do vậy chúng ta sẽ chọn ý C. Tiếp theo luyện từ và câu, cách nói các vế câu ghép. Một nhỏ tìm câu ghép trong các đoạn dưới đây và cho biết kết từ nào được dùng để nói các vế câu. A. Hoa bưởi là hoa cây, còn hoa nhài là hoa bụi. Hoa cây có sức sống mạnh mẽ, hoa bụi có chút gì giản dị hơn. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Theo Ngô Văn Phú. B. Năm nay vườn của ông tôi được mùa cả hoa lẫn quả. Ôi chao, cây khế sai chi chít, những quả chín và giàn nhót đỏ mọng, những chùm trái ngon lành. Vũ Tú Nam. C. Chiếc xe lao đi khá nhanh mà rất êm. Thỉnh thoảng xe chạy chậm lại vì vướng những xe phía trước, rồi xe lại lướt lên như mũi tên. Theo Trần Thanh Địch. Như vậy chúng ta sẽ tìm câu ghép trong các đoạn và cho biết kết từ nào được dùng để nói các vế câu. Gợi ý câu ghép: hoa bưởi là hoa cây, còn hoa nhài là hoa bụi. Kết từ nói các vế câu là từ còn. Như vậy ở câu A, câu ghép đó là hoa bưởi là hoa cây, còn hoa nhài là hoa bụi. Kết từ nói các vế là từ còn. Câu hương tỏa từ những cành hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Dùng kết từ nhưng. Câu B, câu ghép là ôi chao, cây khế sai chi chít, những quả chín và giàn nhót đỏ mọng, những chùm trái ngon lành. Thì kết từ nói các vế câu là từ kết từ và. C, câu ghép chiếc xe lao đi khá nhanh mà rất êm. Kết từ để nói câu ghép này là từ kết từ mà. Câu thỉnh thoảng xe chạy chậm lại vì vướng những xe phía trước, rồi xe lại lướt lên như mũi tên. Như vậy kết từ nói các vế trong câu C, trong câu này đó là kết từ vì và rồi. Tiếp theo hai nhỏ tìm các vế của mỗi câu ghép dưới đây và cho biết cách nói các vế câu ở bài tập này có gì khác so với cách nói các vế câu ở bài tập 1. A. Hoa cánh kiến nở vàng trên rừng, hoa sở và hoa kim anh trắng xóa, Xuân Quỳnh. B. Dưới ánh trăng dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ lăn tăn gợn đều mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát, Khúc Quang Thụy. C. Ở mảnh đất ấy tháng giêng tôi đi đốt bãi đào ổ chuột. Tháng 8 nước lên tôi đánh dặm úp cá đâm tép. Tháng 9 tháng 10 đi móc con da dưới vệ sông, Nguyễn Khải. Như vậy ở đây chúng ta tìm các vế của mỗi câu ghép và cho biết cách nói các vế câu của bài tập này có gì khác so với bài tập 1. Thì ở câu A, vế đầu tiên là hoa cánh kiến nở vàng trên rừng, phẩy. Vế thứ hai là hoa sở và hoa kim anh trắng xóa. B, vế đầu tiên dưới ánh trăng dòng sông sáng rực lên. Vế thứ hai, những con sông nhỏ lăn tăn gợn đều mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát. C, vế đầu tiên ở mảnh đất ấy tháng giêng tôi đi đốt bãi đào ở chuột. Vế thứ hai, tháng 8 nước lên, tôi đánh dặm úp cá đơm tép. Vế thứ ba, tháng 9 tháng 10, tôi đi móc con da dưới vệ sông. Và nhận xét thì so với bài tập 1 thì cách nói của các vế câu dùng kết từ, tức là ở bài tập 1 thì cách nói các vế câu là dùng các kết từ, còn ở bài tập này thì dùng các cái dấu câu, đó là dấu phẩy, dấu chấm phẩy.
để nói cắt với trong câu ghép. Đây ở câu A là dấu phẩy, câu B dấu phẩy và ở câu C là dấu chấm phẩy. Ghi nhớ các vế của câu ghép có thể nói với nhau bằng một cách từ và, rồi, hoặc, còn, hay, nhưng, mà, còn, vân vân. Các vế của câu ghép có thể nói trực tiếp với nhau giữa các vế không có kết từ mà chỉ có dấu câu, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, vân vân. Ba nhỏ chọn kết từ thay cho mỗi bông hoa trong các câu ghép sau. Chúng ta có các cái từ và, rồi, còn, nhưng. A chích bông là loài chim bé nhỏ, nó lại là loài chim có ích đối với nhà nông. B. Ngoài sân mèo muôn đang nằm sưởi ấm, cún con cũng vậy. C. Vườn nhà em ban ngày hoa mẫu đơn, hoa lan, hoa cúc đua nhau khoe sắc. Ban đêm hoa nguyệt quế, hoa hoàng lan, hoa mộc lại cùng nhau tỏa hương. D. Ngày nghỉ em dậy sớm đá bóng với bố, em cùng mẹ ra vườn tưới cây. Như vậy chúng ta chọn cái từ này để thay cho mỗi ô hoa, mỗi bông hoa. Như vậy ở câu A chúng ta sẽ dùng từ, các em chọn từ nhưng, ở câu B là từ và, câu C là từ còn và ở câu D là từ rồi. Câu 4 viết đoạn văn 3 đến 5 câu về bài thơ Hạt gạo làng ta, trong đó có câu ghép gồm các vế nói bằng một cái từ hoặc là nói trực tiếp. Ví dụ, Hạt gạo làng ta là một bài thơ hay được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết nên. Có lẽ vì bài thơ có câu từ quá hay, quá ý nghĩa mà nhạc sĩ Trần Viết Bính đã phổ nhạc cho ra đời ca khúc Hạt gạo làng ta. Bài hát với giai điệu du dương, giọng điệu hồn nhiên vui tươi, Hạt gạo làng ta không dừng lại ở một tác phẩm thơ, một tác phẩm nhạc. Nó còn là nỗi lòng và tình yêu hạt vàng của nhân dân Việt Nam bao đời nay. Tiếp theo phần viết quan sát để viết bài văn tả người. Yêu cầu quan sát một người thân trong gia đình em hoặc là một người để lại cho em những ấn tượng tốt đẹp và ghi lại kết quả quan sát. Một nhỏ chuẩn bị, chúng ta chọn người để quan sát theo yêu cầu. Gợi ý, nếu muốn tả một người thân trong gia đình thì có thể chọn người gần gũi chăm sóc em hàng ngày hoặc là người mà em yêu quý. Nếu muốn tả một người để lại cho em ấn tượng tốt đẹp thì có thể chọn một người bạn thân hoặc là một người quen biết mà em có nhiều thiện cảm. Rồi chọn cách quan sát thì chúng ta có thể là quan sát trực tiếp hoặc là quan sát qua tranh ảnh video, làm phiếu ghi chép kết quả quan sát. Thì ở đây chúng ta sẽ quan sát mẹ của em. Ví dụ như các em chọn người thân là mẹ của em. Thì cách quan sát ở đây chúng ta sẽ quan sát trực tiếp mẹ em hàng ngày, khi ở nhà, khi nghỉ ngơi, khi làm việc, vân vân. Hai nhỏ quan sát và ghi chép kết quả. Đặc điểm thì chúng ta có thể ghi là ngoại hình như thế nào, ngoại hình dáng người, hoạt động như thế nào, sở trường, sở thích là gì. Lưu ý là chúng ta cần chọn những cái chi tiết tiêu biểu về ngoại hình, hoạt động, sở trường, sở thích để thể hiện cái nét riêng giúp phân biệt người được tả với những người khác. Ví dụ đặc điểm mẹ của em, ngoại hình dáng người cao dõng nè, dong dỏng, mặt mẹ hình trái xoan, tóc đen, môi chím chím hay cười, tay mẹ hơi nhăn vì làm việc vất vả. Hoạt động thì mẹ nấu cơm cho gia đình mỗi bữa, mẹ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để quét dọn, giặt giũ đồ dùng, đi chợ kể chuyện cho cả gia đình cùng nghe. Sở trường, sở thích thì mẹ rất thích hát, thích được xem phim cùng gia đình, vân vân. Ba nhỏ trao đổi kết quả quan sát, thì các em chia sẻ kết quả quan sát. Người được quan sát là ai, người đó có những cái đặc điểm nào nổi bật. Rồi B nhận xét góp ý về kết quả quan sát. Cách lựa chọn sắp xếp đặc điểm của người được quan sát nè, cách miêu tả đặc điểm ngoại hình, hoạt động. Rồi cuối cùng vận dụng các em trao đổi với người thân về sở trường, sở thích của từng thành viên trong gia đình. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.